Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt Bốn Phương của Đài truyền Việt Nam. Bản tin ngày 26 tháng 1 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hân hoan gặp mặt đón Tết Bính Thân 2016. Kiều bào tại Lào đóng góp ý kiến cho thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12. Nghệ nhân Đàng Thị Phan với tình yêu dành cho gốm Chăm. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 23 tháng 1 tại thành phố La Hay, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tổ chức Tết Cộng đồng nhân dịp Xuân Bình Thân 2016. Tham dự có bà con kiều bào, các bạn sinh viên, lưu học sinh Việt Nam và một số bạn bè Hà Lan cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gia đình. Phát biểu chúc Tết, Đại sứ Nguyễn Văn Đoàn đã nêu bật những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong năm 2015. Đặc biệt, đây là năm đánh dấu sự hội nhập quốc tế tích cực của Việt Nam, như tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Nghị viện Thế giới IPU 132, kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Năm 2015 tiếp tục là năm chứng kiến sự phát triển vượt bậc toàn diện của quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước năm 2015 đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với năm 2014. Và Hà Lan vẫn là nhà đầu tư lớn nhất của châu Âu và Việt Nam với trên 6,6 tỷ đô la Mỹ với khoảng 240 dự án. Đại sứ cũng nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan đã không ngừng tạo nên những hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, đóng góp tích cực cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hà Lan. Nhân dịp này, Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đã chính thức được thành lập và ra mắt bà con trong cộng đồng. Cuối buổi lễ, bà con cộng đồng cùng với bạn bè Hà Lan đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang bản sắc văn hóa của dân tộc và những món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê hương như bánh chưng, nem, giò lụa hay nộm. Đông đảo bà con người Việt, du học sinh trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đã tụ hội về thủ đô Ankara để tham dự buổi gặp mặt và dự chương trình đón Xuân Bình Thân vào chiều ngày 23 tháng 1 do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón các kiều bào, học sinh sinh viên về sum họp tại ngôi nhà chung. Cảm ơn bà con đã tham gia và hưởng ứng tích cực các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức, luôn đoàn kết hướng về quê hương đất nước. Đại sứ nhấn mạnh, công tác cộng đồng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Vì vậy, Đại sứ quán sẽ làm hết sức mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, mang đậm bản chất văn hóa của Việt Nam, với những món ăn truyền thống như bánh chưng, giò chả, hành kiệu, nem rán, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Hòa chung không khí chào đón Xuân mới Bính Thân 2016, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã tổ chức buổi gặp mặt với bà con Việt Kiều đang sinh sống tại đây. Đến dự buổi gặp mặt có đại lãnh đạo của Quân khu 7, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, một số tỉnh biên giới Tây Nam Bộ, đại diện cộng đồng người Campuchia gốc Việt, các doanh nghiệp của Việt Nam. Nhân dịp năm mới, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn đã gửi tới các vị khách và cộng đồng người Việt tại Campuchia lời chúc năm mới tràn đầy nghị lực, hạnh phúc và thành công. Đại biện Nguyễn Trác Toàn vui mừng thông báo một số nét chính về tình hình tại Việt Nam hiện nay, trong đó nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của toàn dân. Về quan hệ Việt Nam-Campuchia, đại biện Nguyễn Trác Toàn cho biết quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu trên các lĩnh vực, nhất là những kết quả tích cực trong công tác phân giới cắm mốc. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam mong muốn bà con Việt Kiều tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, làm ăn phát đạt, hòa nhập tốt với cộng đồng nước sở tại và là nhịp cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia. Đại biện Nguyễn Trác Toàn kêu gọi tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Campuchia và các nước láng giềng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực cũng như trên thế giới. Ngày 24 tháng 1, tại Hội trường Trung tâm Phúc lợi Người nước ngoài thành phố Hoang Seong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi gặp mặt người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc nhân dịp Tết Bính Thân 2016. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt các cơ quan quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Nguyễn Như Tuấn, trưởng Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Phùng Quang Trọng, trưởng Văn phòng EPS tại Hàn Quốc đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể người lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.
trong năm 2015 vừa qua, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng của hai nước, sự ủng hộ của người lao động, tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã có những chuyển biến tích cực với nhiều chủ trương chính sách mới được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và giảm tỷ lệ lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Buổi gặp mặt kết thúc với hoạt động quyên góp ủng hộ hai lao động tại Hoang Seong đang gặp khó khăn do không may bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc. Mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày Tết với đầy đủ các món ăn cổ truyền mang đậm hương vị của quê hương. Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Từ tháng 7 năm 2015, các văn kiện trình đại hội đã được công bố để tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân ở cả trong và ngoài nước. Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của đại diện kiều bào, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào. Để có thêm những thông tin về các ý kiến đóng góp của bà con gửi tới đại hội, các phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin được cảm ơn đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Truyền Nam. Xin đại sứ cho biết là qua cái đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đóng góp của bà con người Việt tại Lào cho các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12 thì những vấn đề nào đã được bà con dành nhiều thời gian quan tâm cũng như đóng góp nhất? Đại hội 12 của Đảng ta là một cái sự kiện trọng đại được đông đảo bà con người Việt ở Lào hết sức quan tâm. Và tại hội nghị đóng góp ý kiến cho các văn kiện thì bà con cho rằng là việc mà chúng ta công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến không chỉ ở trong đảng mà lấy ý kiến cả nhân dân, không chỉ nhân dân trong nước mà lấy ý kiến cả đồng bào ở nước ngoài, thể hiện một cái sự cầu thị của một đảng cầm quyền muốn lắng nghe chất lọc những cái ý kiến của cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, cả người đang sinh sống ở nước ngoài, để mà góp ý vào cái xây dựng cái đường lối của Đảng. Bà con cũng bày tỏ cái sự bức xúc trước cái vấn nạn tham nhũng mà trong văn kiện cũng đã nêu khá là đậm. Đấy. Thì bà con nói là tại sao mà một bộ phận không nhỏ đấy, cán bộ đảng viên suy thoái để tham nhũng mà không giải quyết được. Cái này là cái mà bà con rất bức xúc và mong muốn rằng là cái cuộc đấu tranh về phòng chống tham nhũng là phải được đẩy mạnh hơn, phải làm cho nó có kết quả hơn. Một vấn đề nữa mà bà con cũng rất quan tâm đấy là làm sao mà cái chính sách cán bộ của chúng ta tuyển chọn được những người tài, những người giỏi, những người có tầm, những người có tâm, và đặc biệt là bà con nhấn mạnh cái chữ tâm để mà lựa chọn cái cán bộ trong cái tham gia vào Ban chấp hành Trung ương cũng như là lãnh đạo các cấp ở cái khóa 12 tới. Bà con cũng mong muốn làm sao mà ở trong văn kiện đại hội cũng thể hiện được cái chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong cái chính sách đối ngoại của mình là không ngừng củng cố, tăng cường, phát triển cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Lào. Xin đại sứ cho biết là các cái ý kiến đóng góp của bà con sau khi được đại sứ quán tổng hợp và chuyển về nhà thì đã được các cái đơn vị liên quan có cái phản hồi gì chưa? Kể từ sau cái hội nghị lấy ý kiến đóng góp của bà con thì rất may rằng là các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước ta cũng có một số chuyến công tác sang Lào. Thế và khi mà sang Lào, tôi nói ví dụ như là đồng chí thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khi mà sang dự cái quốc khánh của Lào đấy, tháng 12 vừa rồi, thì đồng chí cũng đã dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cán bộ nhân viên của Đại sứ quán. Và tại cái cuộc gặp gỡ đó, đồng chí cũng thay mặt cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm ơn bà con đã có những cái lời, những cái đóng góp, ý kiến rất là tâm huyết đối với lại cái sự nghiệp xây dựng Đảng, sự nghiệp xây dựng đất nước của chúng ta. Thì qua ý kiến của đồng chí Lê Hồng Anh đấy thì tôi cũng thấy rất lo rằng là những cái ý kiến đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào đã được chuyển về nước một cách kịp thời, đã được tổng hợp và được chất lọc để góp phần hoàn thiện các cái văn kiện của Đảng ta trình ra Đại hội 12. Một lần nữa xin được cảm ơn đại sứ đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Đài Truyền Hình Việt Nam. Năm nay lễ hội đền Trần Thái Bình sẽ được tổ chức trong vòng 4 ngày, từ ngày 13 tháng Giêng đến ngày 16 tháng Giêng,
tức từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 dương lịch, với nhiều những nghi thức, nghi lễ, trò chơi dân gian được tái hiện vẹn nguyên đầy đủ như vương triều Trần để lại. Đây cũng là yếu tố hồn cốt tạo nên giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Đền Trần Thái Bình. Lễ hội Đền Trần Thái Bình được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định và tôn vinh những công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử của Việt Nam, khẳng định giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích, bảo tồn phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của nhà Trần, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cũng như là du khách thập phương. Năm 2014, lễ hội Đền Trần Thái Bình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2015, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt. Người phụ nữ của đất và lửa, người mang hồn gốm Chăm đến với mọi người. Tại làng gốm Chăm cổ xưa nhất Đông Nam Á, làng gốm Bầu Trúc, tỉnh Ninh Thuận, có một người phụ nữ như thế. Bà là nghệ nhân Đàng Thị Phan, cả cuộc đời làm gốm Chăm, cả cuộc đời mải miết giới thiệu gốm Chăm đến với mọi người. Lý do duy nhất để làm được như vậy với nghệ nhân Đàng Thị Phan cũng như bao người làng Chăm, không gì khác chính là tình yêu đối với nghề gốm. Những bức ảnh này là kỷ niệm của nghệ nhân Đàng Thị Phan khi có mặt ở nước Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ để biểu diễn gốm Chăm. Với một ít đất mang theo từ làng, không bàn xoay, chỉ bằng đôi tay, những sản phẩm gốm Chăm của bà đã đến với mọi người, mang theo trọn vẹn tâm hồn của người làng Bầu Trúc. Thấy mình làm đó, họ nói mình là ngó như tuyệt vời. Hai bàn tay mà từ sau mình làm lên tất cả là các bậu mã không có trước mắt mình để mình nhìn. Mình chỉ nghĩ trong lương tâm mình ra các loại mẫu. Sự hòa quyện của đất, nước và lửa đã làm nên thương hiệu gốm Chăm độc đáo. Nhìn cách nghệ nhân Đàng Thị Phan hoàn thiện một sản phẩm mới thấy gốm như là một phần trong cuộc sống của bà. 18 tuổi, tay đã quen với đất làng Bầu Trúc. Và nay, ở tuổi 70, vẫn không một ngày nào rời xa đất. Nếu mà mình bữa nay là mình nói mình nghỉ làm gốm đi, mình cũng lớn tuổi rồi, vất vả quá đi. Nó ốm. Mình làm sao mà mình đồi đất, mình giọt đất là nó hết ốm đi. Ngôi nhà của bà Đàng Thị Phan, ngôi nhà của gốm, lưu giữ những ký ức về làng Chăm. Vạn vật của làng Chăm cũng đi vào gốm qua những phù điêu và hoa văn. Gốm với nghệ nhân Đàng Thị Phan là hành trình sáng tạo, và bà đang gửi gắm điều ấy đến với thanh niên trong làng. Dạ, cô Phan thì dạy cho mọi người thì rất là tỉ mỉ, từ cách nhồi đất, từ cách mình làm lên cái bình. Ở tuổi 70, bà vẫn làm gốm như là cách để truyền lửa đam mê nghề gốm đến mọi người, vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ để gốm Chăm không chỉ sống với làng mà còn vươn xa. Hãng hàng không Vietjet vừa công bố sẽ mở thêm đường bay mới kết nối giữa Hà Nội với thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc từ ngày 1 tháng 2 năm 2016 với tần suất 3 chuyến bay một tuần. Đường bay Hà Nội đến Đài Bắc có thời gian bay là 2 giờ 40 phút mỗi chặng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5. Vietjet hiện tại cũng đang khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Đài Bắc với tần suất 7 chuyến một tuần. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, tính đến cuối năm 2015, tổng lượng khách Đài Loan, Trung Quốc đến Việt Nam đạt 430.000 lượt, tăng 112%, xếp sau thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Tổng cục Du lịch Đài Loan, Trung Quốc cũng công bố số lượng khách Việt Nam đến với Đài Loan, Trung Quốc đạt 146.000 lượt, tăng 6,71% so với trong năm 2015. Và đến đây thì bản tin Người về bốn phương ngày 26 tháng 1 cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.